Việt Công Giáo xin kính chào quý cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, vừa mới đây, nữ tu chữa lành cách lạ lùng một hài nhi bị xuất huyết não được phong chân phước. Lúc 5 giờ 30, chiều Chúa Nhật 9 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong chân phước cho mẹ Maria Costanza Banas sinh năm 1896 mất năm 1963, viện mẫu của đàn. Viện Dòng Thánh Clara Capuchin ở thành phố Fagiano, thuộc tỉnh Ancona ở miền Trung Ý. Đồng tế với Đức Hồng Y có Đức Giám Mục Sở tại Francesco Massara, cùng với hai Hồng Y, 9 Giám Mục, 60 Linh Mục, trước sự hiện diện của 80 nữ tu, 30 tu huynh và đông đảo các tín hữu trong vùng. Nữ tu Maria Costanza, tục danh là Annette, sinh năm 1896 ở tỉnh Belluno, miền đông Bắc Ý, trong một gia đình nghèo làm thợ thủ công. Khi Annette được 6 tuổi, cha mẹ bé di cư sang Mỹ tìm việc làm. Annette được chú ruột là cha Angelo và chị ruột Maria làm nghề y tá săn sóc. Khi cô bé được 14 tuổi thì cha mẹ từ Mỹ trở lại Ý. Sau khi mãn trung học, Annette làm giáo viên ở Connecticut, tỉnh Virginia. Tại đây, chị gặp cha Luigi Fritz dòng hiến sinh và sau đó cha trở thành linh hướng của chị. Những lời khuyên nhủ của cha linh hướng khơi dậy nơi chị Annette ước muốn đi tu, nhưng khi chị ngỏ ý với cha mẹ và cha Angelo chú ruột ý muốn đi tu, thì bị chống đối vì họ tin rằng áo dòng và đời sống tu trì không thích hợp với chị. Dầu vậy, Annette kiên trì trong ơn gọi, phần lớn nhờ sự khuyến khích và nâng đỡ của cha Fritz. Tháng 10 năm 1917, khi được 21 tuổi, chị xin vào đăng viện Thánh Clara Capuchin ở Fagiano và năm sau nhận tu phục với tên dòng là Maria Costanza. Chị thích ứng mau lẹ với đời sống tu trì, với tinh thần hăng hái, vui tươi, khiêm tốn, chu toàn mọi phận sự, cả những việc khiêm hạ nhất. Năm 1927, chị Costanza trở thành giáo tập, và năm 1936, khi được 40 tuổi, chị được bầu làm viện mẫu của đan viện. Nhiệm vụ này chị đảm trách trong 12 năm cho đến năm 1952, rồi từ năm 1955 cho đến. Khi qua đời, ngoài 3 lời khấn thông thường, mẹ Costanza còn có 3 lời khấn khác nữa, đó là hoàn toàn tuân phục Thiên Chúa, hiến dâng cuộc sống cho các linh hồn và luôn chọn những gì là hoàn hảo nhất. Ngay từ nhỏ, mẹ Costanza đã có khiếu văn chương và nghệ thuật. Mẹ đã viết nhiều tác phẩm thần bí và tu đức có giá trị, trong đó có cuốn Anh chị em hãy đến, Chúng ta hãy lên núi Chúa và Tin mừng của các nữ tu, 12 tháng trong năm của các nữ tu. Tổng cộng mẹ để lại 88 tác phẩm viết tay trong 46 năm trời, trong đó một số đã được ấn hành, các tác phẩm khác được giữ trong văn khố của đan viện Fagiano. Nhiều người đã đến đan viện Fagiano để xin những lời khuyên bảo của mẹ Costanza trong những thời buổi khó khăn hoặc khi bị khủng hoảng nội tâm. Từ thập niên 1950, sức khỏe của mẹ Costanza suy yếu vì chịu nhiều thứ bệnh, nhất là bệnh viêm khớp, bệnh tim và suyễn nặng. Mẹ chịu đựng tất cả những đau khổ ấy trong thanh thản và kiên nhẫn. Mẹ đặc biệt dâng những khổ đau vì bệnh tật này để cầu cho Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Công đồng Chung Vatican II. Mẹ qua đời tại Fagiano ngày 28 tháng 5 năm 1963, thọ 67 tuổi. Trong tiến trình phong chân phước, Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của mẹ Costanza xảy ra hồi năm 1985. Một hài nhi ở San Severino Mache bị thiếu máu bẩm sinh và xuất huyết não, suy đa tạng, đã được khỏi bệnh lạ lùng sau khi ông bà của bé cầu xin vị tôi tới Chúa Maria Costanza Banas cứu chữa cháu.